Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái mẹo nhỏ, đó là sửa cái bình ắc quy. Người ta để lâu ngày quá cho nên bây giờ nó hết điện rồi. Đây mình sẽ đo cho các bạn xem nhé. Bình ắc quy mà hết điện thì sạc nó sẽ không có vào. Đây. Có 1,3V thôi. Còn cái cục này á là mình mới xử lý sơ sơ. Nên được 9V. Đấy. Như vậy cái cục này đã hư này. Cái bình lâu ngày thì các bạn cắm vào nó sẽ không có ăn điện. Này. Không quan điện. Cho nên nếu các bạn có sạc cả ngày luôn thì điện nó vẫn không có vào. Bởi vậy á, muốn sạc vào phải có một cái mẹo nhỏ. Ở đây á, mình dùng một cái nguồn điện một chiều 34,9 nhá, cho 35V. Nếu các bạn dùng nguồn 35V, các bạn sạc vào cái bình 12V, nó cũng không có tác dụng gì nhá, không nẹt lửa luôn à. Đấy, bởi vậy cần một cái mẹo nhỏ, đó là các bạn phải trở ngược cực lại điện dương và điện âm và điện âm và điện dương. Đấy này, thấy không, có lửa liền. Và các bạn sẽ giữ nó trong vòng khoảng vài ba phút để chờ cho cái bọt bọt khí ở trong này này nó sôi lên. Đấy, các bạn thấy nó sôi bọt khí á, các bạn để cho nó sôi một chập nhé, khoảng 3 phút phút gì đó, rồi các bạn nghỉ. Sau đó các bạn sẽ sạc tiếp một lần nữa. Tiếp theo ăn điện. Thấy không? Ăn kinh không các bạn? Lúc này không có gì nhưng mà bây giờ nó có rồi đấy. Các bạn để cho nó sôi các cái cọc bình hết nhé. Đấy. Sôi hết như vậy là được. Này bây giờ mình trở ngược lại này. Điện âm vào điện âm này. Điện dương vào điện dương này. Lúc này mình quẹt không có điện đúng không? Nhưng bây giờ có này. Thấy không các bạn? Đấy. Sôi nước lên liền thấy không? Do mình châm nước nhiều quá cho nên cái cục nào mà có nước nhiều á đó. Bây giờ là mình sạc được rồi đó. Mình lấy cái điện 12V lại, mình sạc là bắt đầu có tia lửa điện. Các bạn thấy không, tia lửa điện nhỏ nhỏ. Cái nguyên nhân là như thế này các bạn, do cái hai cái cặp bình mình để lâu ngày á thì cái chì xuất phát nó bám vào hai mặt của cái miếng miếng chì đó, hầu như là bám kín hết, cực âm cũng như cực dương, do nó bám kín luôn cho nên nó ngăn điện, không cho điện nó truyền từ cực âm qua cực dương. Do đó chúng ta cần phải đổi ngược chiều lại để khi dòng điện cao như vậy á nó phá phá cái chì xuất phát đó đi, phá bung ra tan vào cái axit này đó, thành ra nó sẽ sôi lên. Và sau khi mà cái chì xuất phát đó nó bị bong ra rồi thì mình chờ ngược lại thì nó sẽ hàn lại và có điện lại. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem nhé. Điện nó đã lên rồi đó. Đây. Nó lên điện lên rồi, thấy chưa? Đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục cắm sạc vào. Nếu các bạn mà không biết những cái mẹo này thì các bạn bỏ đi thì rất là phí. Các bạn mua hai cái bình này nó cũng gần 500 nghìn rồi đấy. Đó. Và chỉ cần một cái mẹo nhỏ như vậy thôi, các bạn đỡ tốn 500 nghìn. Các bạn thấy video hay và hữu ích thì hãy like nhé. Like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình. Đồng thời nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất. Mình biết cái gì thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn.